tị nạn cộng sản đã bỏ đất nước ra đi qua nhạc khúc Đêm chôn dầu vượt biển, một ca khúc đầy tình tự quê hương và đầy cảm động, gợi lên hình ảnh cho chúng ta thấy lý do tại sao người Việt chúng ta có mặt ở nơi đây. Và đó là phần mở đầu cho chương trình. Và bây giờ trưởng ban tổ chức anh Thái Tú Hạp và chị Ái Cầm, xin mời chị Ái Cầm. Ái Cầm xin kính đảnh lễ quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các cấp chính quyền, quý hội đoàn toàn thể và tất cả quý đồng hương cũng như gia đình thuyền nhân, bộ nhân đã đến đây ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cầu nguyện đến hàng trăm ngàn thuyền nhân đã tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do và nhân quyền. Và để mở đầu chương trình, Ái Cầm xin mời Minh Phượng, anh Thái Lê Diệp. Dạ, cảm ơn chị Ái Cầm. Và cá nhân Minh Phượng trước hết xin đe đầu cung thỉnh kính chào các quý vị chư tăng đại đức tăng ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, càng quý linh mục tôn giáo cũng như là quý hội đồng liên tôn. Và Minh Phượng cũng xin được kính trân trọng gửi lời kính chào tất cả các quý vị cư dân đã đến tại nơi đây cùng với đồng hương và các quý vị dân cử. Và đồng thời hôm nay chúng tôi cùng với MC Tyler Diệp đến đây để phụ với ban tổ chức. Thưa quý vị, Ái Cầm xin mời câu lạc bộ tình nghệ sĩ và ban thuộc ca Xuân Điềm để hướng dẫn chương trình mở đầu ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho nghi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Good afternoon. On behalf of the Boat People Memorial Committee, welcome to the Boat People Memorial Day as designated officially in the City of Westminster. We welcome all of the venerable religious leader as well as elected official, community members, and those who were impacted by the journey across the sea. Welcome and thank you for your presence here today. Và chúng con và toàn thể ban tổ chức chúng tôi xin kính mời tất cả các quý vị đồng đứng lên để chúng ta cùng nhau tham dự buổi chào quốc kỳ, tham dự nghi thức lễ tưởng niệm và phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Và phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight for the ramparts we watched were so gallantly screaming. And the rockets went where the bombs bursting in air through the night, that our flag was still there. Oh,
tôi là phần chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, và sau đây cùng với tất cả các quý vị có mặt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị, tất cả chúng ta, nhất là những người con dân, người Việt quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng đồng ca bài Quốc ca Việt Nam. Quốc ca Việt Nam bắt đầu. Please continue to stand for the Republic of Vietnam National Anthem begins. Sau đây chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình để cùng dâng phúc mặc niệm. Phúc mặc niệm kính tri ân công lao dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân qua bao thăng trầm lịch sử dân tộc. Mặc niệm kính xin tưởng nhớ đến các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phúc mặc niệm để kính xin tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân đã tử nạn trên đường tìm tự do và nhân quyền. Phúc mặc niệm đầu. Please bow your head for a moment of silence to remember those that founded our country and to remember those who gave up their lives in the pursuit of freedom and democracy. Thank you, and please be seated. Xin mời quý vị an toàn. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa toàn thể tất cả quý vị, ngày hôm nay ai cầm xin chân thành cảm ơn đến luật sư Derek Trần, bác sĩ Trương Văn Như, luật sư Nguyễn Hoàng Dũng đã gửi vòng hoa đến
tưởng niệm thiền nhân Việt Nam trong ngày hôm nay. Kính mời nhà báo Thái Thú Hạp lên đại diện cho thiền nhân Việt Nam đọc diễn văn khai mạc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử và quan khách, quý cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương. Thời gian qua, gần nửa thế kỷ nhìn lại, sông núi có thể đổi thay, nhưng trong tâm thức truyền dân Việt Nam sẽ không bao giờ quay được những thảm cảnh kinh hoàng, đau thương nhất trong lịch sử dân tộc sau ngày 30 tháng 5 45. Với niềm tin hy vọng, thuyền nhân đã cố gắng, can đảm vượt qua để gây dựng cho các thế hệ con cháu có một tương lai rạng rỡ về mọi lĩnh vực trong dòng chính ở Hoa Kỳ và các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới, và đã mang thông điệp đến với thế giới với ý niệm giá trị cao quý của tự do hay là chết. Và đó là cũng lý do Ủy ban thực hiện Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tưởng niệm và cầu nguyện hàng trăm ngàn thuyền nhân bộ nhân sớm được siêu thoát để lưu truyền đến các thế hệ mai sau hiểu biết về nguyên nhân thuyền nhân Việt Nam rời bỏ quê hương thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý vị, với quá khứ và lịch sử viết bằng máu và nước mắt bi thảm đến như thế mà vẫn kiên trì vươn lên tạo những thành tích vẻ vang đáng tự hào và vinh dự. Hơn 10 năm khởi xướng và 15 năm chính thức kính thành Đài Tưởng niệm Thuyền nhân, bao giờ chúng tôi cũng khẳng định công trình tâm linh và ý nghĩa này là tâm nguyện chung của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở hải ngoại. Với truyền thống văn hóa dân tộc thể hiện tinh thần tri ân, báo ơn, nên chúng ta tin tưởng các thế hệ con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cài thuyền nhân Việt Nam ở hải ngoại, nhắc nhở đến cộng đồng Việt Nam chúng ta không bao giờ quên những người tri ân của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã mở tâm từ ái đón nhận chúng ta vào định cư xứ sở tự do thanh bình thịnh vượng này. Cảm ơn ông Jeff Gibson, giám đốc Westminster Memorial Park, tặng nhiều lô đất và xây dựng thuyền nhân. Cảm ơn ông Tạ Đức Trí và Hội đồng thành phố Westminster đã thông qua nghị quyết 4257 vào ngày 12 tháng 8 2002 là ngày thuyền nhân Việt Nam vào cuối tháng 4 hàng năm. Trong cùng không khí đầy trang nghiêm và linh thiêng ngày hôm nay, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm
được tự do, nhân quyền thực sự. Thay mặt ban tổ chức, bác sĩ Lê Hồng Sơn, bác sĩ Lê Hùng, Ngô Hồng Nguyễn và chúng tôi trân trọng kính chào quý điệp viện. Vừa qua là lời mở đầu của vị đại diện của Ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thiền nhân Thái Tú Hạ. Sau đấy còn xin mời anh Thái Lê Diệp và Minh Phượng. Anh Cầm xin kính giới thiệu đến tất cả quý vị Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Chùa, Viện chủ Chùa Điều Ngự, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Chúng con xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Nhật Thành, Viện chủ Chùa Hải Đàn, West Covina. Và chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ra ông Jack Gibson, Giám đốc Westminster Memorial Park và ông Hứa Tung Lập. Cảm ơn chị Ái Cầm. Và tiếp theo lời của chị Ái Cầm thì theo như danh sách đã được ban tổ chức cung cấp thì ngay sau đây Thay Lê Diệp cùng Minh Phường sẽ lần lượt hai chị em sẽ xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị quan khách kế tiếp lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Linh Mục Nguyễn Thái, Giám đốc Trung tâm Công giáo, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, Tổng Thư ký Hội đồng Liên tôn Bà Chánh Trị sự Hà Vũ Băng, Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, đầu tộc Đạo Orange County, thành viên Hội đồng Liên tôn, Chánh trị sự Ngô Thiện Đức, thành viên Hội đồng Liên tôn, và chúng tôi cũng nhận thấy có Thượng tọa Thích Thắng Minh là trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật Đản 2024. Đó là về các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và quý vị trong Hội đồng Liên tôn. Chúng tôi còn nhận thấy có Thượng tọa Thích Nhật Thành, Chùa Hải Tạng, thành phố West Covina. Alo chị em ơi, bữa nay ngày đặc biệt các chị em có cảm tưởng ngày thiện nhân có gì không ạ? Dạ, hi to me, nghị viên Amy Phan, West City của Westminster. Amy thiệt là cảm động tới cái ngày này là ngày của nhiều người Việt Nam đi vượt biên. Tại vì Amy dũng cảm với mấy người Việt Nam đã đi vượt biên, tại vì gia đình của Amy đã đi vượt biên. Tại vì ba là người lính, ba bị bắt tù, rồi bị torture, rồi xong thả ra đó. Thì gia đình của Amy đi vượt biên, ba có dầu, có cái xuồng nhỏ nhỏ đi câu cá, đi gặp với cái xuồng bự hơn. Rồi ba có mẹ, lúc đó mẹ có bầu 8 tháng, hai đứa em trai sinh đôi em, và gia đình đã trốn ở dưới cái xuồng của ba em, rồi đi ra buổi tối, rồi có đồ ăn nước mà 3 ngày mình hết nước, rồi đói và khát lắm. Rồi xong má nấu nước cổ biển để nấu rạo để ăn, và ăn không được tại nó mặn quá. Rồi mình chờ, mình cầu nguyện để cho Chúa cho người ta cứu mình được. Rồi xong ở ngày có cái xuồng oil tanker đó đã giúp dẫn gia đình của Amy lên trên cái thuyền đó, thuyền bự dầu đó. Rồi xong cho gia đình Amy đồ ăn và nước, rồi xong send gia đình của Amy qua bên Sikkim, sông La, Thái Lan á. Rồi xong ở đó mình seek asylum, tức Mỹ là asylum, cho qua nước Mỹ tự do đây. Rồi xong 2.5 năm á, thì gia đình của Amy được qua nước Mỹ, Huntington Beach, California ở đây. Rồi gia đình của Amy cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng Mỹ ở đây đã chấp nhận gia đình của Amy tới. Số 1 và xuống đến các dân cử của các chức vụ bên Announce Amy. So that's why gia đình của Amy cảm ơn nước Mỹ đây, nước Mỹ tự do, để mình có lời nói và ghi nhận được sự hiện diện của một số các tự do, nhân viên đại diện và cho được, các quý vị giúp con cái mình có tự do as well để học học hỏi hay hơn. So that's why Amy thật là cảm động bữa nay và đã mừng để gặp mấy người vượt biên giống gia đình của Amy ở đây as well.
Và cuối cùng dạ, em biết là chị Nghị Quyên, em không biết bữa nay rất là bận rộn, nhiều cuộc họp rất là quan trọng, nhưng mà chị vẫn phải rảnh để dẫn út trên đất thời gian trở lại đây, thì tôi cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe chị ạ. Dạ, cảm ơn chị Minh, dạ chào quý vị. Đại úy của Hoa Kỳ là cô Trần Xuân Trinh, con của một thiện nhân cũng có mặt với chúng ta.